Hôm nay là ngày 4 tháng 11 2022, cũng là như là còn 2 tháng nữa là mình đã kết thúc cái năm 2022 và bước qua cái năm mới. Và ngay trong cái lúc này là cái lúc dịch bệnh vẫn vẫn còn rêm rỉ ở đâu đó, đúng không? Vẫn chưa gọi là chưa hết kiểm soát, hết COVID thì nó ra những cái bệnh dịch khác, nên đó là một cái điểm mình cần phải lưu ý, mình để qua một bên ha, rất là quan trọng. Bây giờ mình có tính toán, mình có làm đủ thứ gì, nhưng mà ông trời để cái chuyện đó xảy ra một lần nữa là coi như tiêu tiêu tán đường liền. Alright, để một bên, ghi chú, ghi nhớ. Điểm thứ hai là chiến tranh Nga Ukraine, rồi có thể là Trung Quốc Đài Loan gì đó nữa, hoặc là 3 4 tháng nữa nổi lên một cái đất nước nào đó, against đất nước nào đó, chiến tranh thêm nữa thì là một cái vấn đề. Thứ hai là cái vấn đề làm cho kinh tế của thế giới đang rất là lay động và chuyển biến rất phức tạp. Đó là điểm thứ hai rất quan trọng. Với sự ảnh hưởng của 2 điểm trên, điểm thứ ba, nhiều công ty đóng cửa, đúng không? Kinh tế, một sự mọi thứ nó đều trở nên gọi là lạm phát và dè dặt hơn, người ta dè dặt hơn trong cái việc chi tiêu và cái sự khuếch trương, mở rộng phát triển hơn những cái doanh nghiệp. Nếu mà không có đủ việc làm cho người dân lao động thì cái việc mà tiết kiệm chi phí và cái việc là không không có đụng đậy gì nữa trơn á, tôi giống như tôi thụt lui lại, tôi giữ đồng tiền tôi, là thì kinh tế nó sẽ không phát triển. Những cái công ty vừa và nhỏ nó không có những cái doanh thu, bán không được hàng, chạy không được dịch vụ thì sao, doanh thu nó không có, không ai chi xài cái gì hết thì kinh tế nó bất ổn. Thì khi như vậy thì nó ảnh hưởng tới công việc làm và rất nhiều vấn đề về việc là tiền tệ và cái thu nhập của người dân. Với 3 cái điểm mà trên đã nói như vậy thì mọi người ơi, trong cái lúc này, đặc biệt là lúc gần cuối năm và chuẩn bị qua năm mới, và nói chung và trong cái thị trường bất động sản nói riêng, có nhiều người nhắn tin hỏi trên ơi, bây giờ là cái thời điểm để mà mua hay không, mua đầu tư nhà cho thuê thêm, mua building nào này kia, là một, đó là những câu hỏi. Điểm thứ hai là khi mà nghe qua những cái video của Jen nói về cái việc là Jen là một cái type người thứ hai là gọi là chịu lãi suất cao đồ này kia để mà mua, mới đi cũng phải nói lại mọi người, again trở lại với vấn đề chính anh chị em có khả năng như thế nào, anh chị em hiểu biết ra làm sao. Nên cho nói như thế này, trong thời điểm này, ok, ngoại trừ anh chị em có quá nhiều tiền không để đâu cho hết á, thì anh chị em mới nói là cái đầu tư cái này, đầu tư cái kia, chuẩn bị chiến lược này, chiến lược kia để mà bất động sản, để mà mua cái này, mua cái kia nha. Còn nếu không, 90% còn lại nằm im cho tôi, để dành đồng tiền cho tôi nha, không rục rịch gì hết cho tôi. Ok, được chưa? Người ta có đạn nhiều, người ta mới bắn, bắn chĩa bắn liên tục. Không cần biết bắn, bắn là thằng bên kia nó bị gục thôi, đúng không? Còn mình ít đạn, mình phải nhắm, nhắm cái nào trúng thì mình mới bắn được. Còn không là giữ đạn, được chưa? Không khuếch trương, cuối năm rồi, không biết tình hình nó như thế nào, dịch bệnh và chiến tranh nó như thế nào, thì không đụng đậy, không làm nhăng gì hết giùm tôi một cái. Quan sát, trong cái sự quan sát đó, đang trong cái sự quan sát đó, dành dụm tiền, làm đồng nào dành dụm đồng đó nha, không phung phí nha, không chi xài những cái gì mà không có quan trọng nha, không mua xe mới nha, không mua nhà đẹp nha. Từ từ, có tiền thì mua cái gì cũng được, mua lúc nào cũng xong hết trơn á. Còn ít tiền, không có tiền phải tính, được chưa? Cảm ơn mọi người, bye mọi người nha.